Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 10 tháng 1, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Đa số ý kiến của đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời cho rằng đây là dự án luật lớn tổng hợp nhiều chính sách quan trọng thuộc các lĩnh vực khác nhau. Việc xem xét cho ý kiến và thông qua dự án luật thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của chính phủ và sự chủ động, năng động của Quốc hội đảm bảo tính kịp thời, tinh thần đồng hành với chính phủ để tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn về thể chế, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, vì lợi ích của đất nước, đáp ứng sự mong mỏi của doanh nghiệp và người dân, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch. Tôi thống nhất cao quan điểm của chính phủ trong xây dựng dự án luật, tán thành cách làm một luật sửa nhiều luật. Các luật và nội dung sửa đổi, bổ sung trình Quốc hội phù hợp với quan điểm yêu cầu, mục tiêu đặt ra trong việc thể chế hóa các văn kiện của Đảng và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là trước khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Các điều khoản điều chỉnh bổ sung trong dự án luật là những vấn đề vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn rất cần được tháo gỡ, như các điều 31, 32 và 33 của luật đầu tư, điều 56, 55, 56 và điều 57 của luật thi hành dân sự, v.v. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến là việc sửa đổi bổ sung điểm C khoản 1 điều 75 luật đầu tư. Một số đại biểu cho rằng việc sửa đổi cần bảo đảm quản lý chặt chẽ đất đai, phòng ngừa việc trục lợi chính sách, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật. Với cái việc sửa đổi này có thể nó sẽ gây ra tình trạng thất thoát, bởi vì khi mà được công nhận chủ đầu tư và được thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì chúng ta theo luật đất đai, cái người sử dụng đất đấy chỉ cần trả tiền theo cái quy định của luật hiện nay là lấy cái giá đất quy định trong bảng giá nhân với cái hệ số K, và như vậy rõ ràng ở đây nó sẽ tạo ra một sự thất thoát rất lớn về mặt nguồn lực cho nhà nước. Chính vì vậy cho nên tôi cho rằng việc này hết sức phải cân nhắc. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thống nhất rằng do dự thảo luật có tác động lớn đến cả lĩnh vực kinh tế và xã hội, cho nên cơ quan chủ trì soạn thảo cần có báo cáo bổ sung ý kiến của đối tượng, chịu sự tác động trực tiếp của một số chính sách, ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trực tiếp, dự tính tác động tới thu ngân sách nhà nước, quyền lợi của nhà đầu tư và của người dân, dự kiến các tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý.